Trời đất ơi, thằng Minh Lâm nó giao hàng qua mấy chung cư bên quận 4, nó rửa con mắt luôn. Nó rửa con mắt luôn em. Toàn là mấy em đẹp đẹp không mà tới giao hàng một cái mặc toàn đồ ngủ ra nhận hàng không mà mấy em. Wow. Thằng đó nó điếm đàn lắm. Vậy thôi chứ mà thật sự tụi em nhìn thấy mặt trên mạng đào màu thôi chứ. Thằng đó cái mạng mẹ dâm dê không thừa nhận. Dâm dê không thừa nhận nghe. Hãy để thể hình phục vụ cuộc sống, chứ đừng bắt cuộc sống phục vụ thể hình. Đầu tư để có cơ bắp mà không sinh ra tiền là vô dụng, là thất bại. Doanh nhân Dreamer đồng hành cùng BBT, CEO Duy Nguyễn. Khỏe đẹp, thành công, đẳng cấp. Hãy cầm tiền đến BBT ngay khi còn có thể. BBT nâng tầm con người Việt Nam. Chào mừng các em đến với chương trình Vlog kinh doanh và dạy bất động sản của anh Duy Nguyễn nha. Thì anh ở Sài Gòn, mấy em biết rồi đó, anh rất là tự hào vùng đất này. Anh rất tự hào khi nói là tao là công dân của thành phố cũng mang tên Bác. Mình là công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thành phố lớn nhất Việt Nam, ở miền Nam Việt Nam, sau Việt Nam, ok. Sài Gòn, cậu dính với mày. Thì mình ra nước ngoài phải giới thiệu vậy chứ sao? Anh đi Mỹ thì giới thiệu vậy đó mấy em. BBT là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu ngành gym và thực phẩm bổ sung, có trụ sở chính ở thành phố Hồ Chí Minh, một đô thị hiện đại lớn nhất và phát triển năng động nhất Việt Nam. Thở nổ lắm, thành phố lớn nhất Việt Nam này nọ kia kiểu đó là Sài Gòn hoặc là Hồ Chí Minh City. Đó, kêu City cũng được, City cũng được nha. Hôm nay sẽ nói một chút xíu về quận 8. Trước giờ anh chưa nói về quận 8. Mà trước khi vô video á thì nói trước không phải là anh chê quận 8 nha mấy em. Anh nói thẳng luôn phải chê quận 8. Nhưng mà ở thành phố Hồ Chí Minh á có mấy cái quận nó không chịu đầu tư mấy em. Nó không chịu đầu tư và nó có những cái vấn đề mà mình cảm thấy nó bèo quá. Mấy em đồng ý với anh không? Quận 8 là một trong những quận nghèo, nghe tới quận 8 là thấy bèo rồi. Ngộ ghê vậy đó. Nó nằm sát quận 7 giàu. Nó nằm đối diện thằng quận 5, nó quận 5 giàu. Tự nhiên nằm ở giữa con sông quận 8 nghèo. Bởi người ta nói là gì? Ngăn sông cách chợ. Thấy không? Từ ở Sài Gòn mà đi qua quận 8 nó khổ lắm em. Nó có mấy cây cầu mà suốt cuộc đời nó không chịu lớn. Nó mỗi lần đi qua nó kẹt xe, đổ cầu Chánh Hưng, đổ cầu gì Nguyễn Tri Phương, đổ cầu Trà Và. Mỗi lần đi qua mệt quá. Đúng không? Mệt. Ở quận 8 nó có quốc lộ chạy ngang, nữa quốc lộ 50. Quốc lộ 50 đâu mà nhỏ như đường làng vậy, bằng đường số 6 của anh sợ bằng nữa thiệt luôn á. Nhà nó Bình Tân, mỗi lần qua nhà nó quận 7, mấy nhiều nhà nó khổ vậy đó. Từ Bình Tân qua quận 7 kiểu gì kiểu phải đi Phạm Hùng hết. Hợp lý không? Còn không mà đi Nguyễn Thị Thập. Mà kiểu gì kiểu ra đó bị công an nắm hết. Đi ngang Nguyễn Linh là dính lên cái thù của đường đó hay sao tơi. Cứ đi ngang Nguyễn Linh là nó nấm. Khi gì nấm sai len, trời đất ơi chạy xe hơi mà sai len. Ủa sao sai vậy đồng chí? Nói len này anh đang chạy thẳng nhưng mà khúc này phải quẹo. Anh muốn chạy thẳng anh phải quẹo qua trái. Oh my god. Thôi kệ, sống ở Việt Nam chịu thôi chứ giờ không biết sao hết. Mấy em dính lỗi đó mấy em phục không? Nope. Nói đồng chí phạt tôi chịu chứ tôi chả phục. Yes. Hỏi sao không phục vậy? Ông thiết kế đường ngu quá tôi không phục. Nani? Omae wa mou shindeiru. Rồi có một lần mới hài mấy em. Chạy Nguyễn Linh, anh đi từ đường nhà anh là đường Lý Phục Mang. Anh vòng ra Nguyễn Thị Thập xong cái anh quẹo ngược lên anh quẹo ngược lên đâu lên Nguyễn Văn Linh. Xong mà cái mẹ đường tới thui không thấy đường mày. Chạy ngược chiều luôn. Tự nhiên sau đó có hai chú nữa. Xui giả màng xui luôn. Tại sao? Không phải lỗi của anh, tại tối quá ba ơi. Thiết kế đường dở. Ở bên Mỹ á, chỗ đó sáng chân nha ba. Chợ bên Mỹ bản chỉ dẫn đường rất rõ ràng nha. Nó ngay chỗ nào ngã tư nào quẹo á, tao biết nha, tao nhìn tao thấy hết. Thậm chí ở dưới á, ở dưới lòng đường á, người ta vẽ cho mày cái đường quẹo luôn. Đó. Có đi đại lộ Võ Văn Kiệt không? Nó dạo này tập bắt trước rồi đó, ngay chỗ Tô Ký. Ở lộn ngay chỗ Ký Con. Tô Ký quận 12. Trời ơi, tao nhiều nhà quá, tao lộn hoài ta. Ngay chỗ Ký Con có cái đường quẹo. Ở bên Mỹ nó vậy đó, ngã tư nào nó phải có đường quẹo đó hết. Còn ở Việt Nam mang tiếng á, là đường Nguyễn Văn Linh, đồ hổ báo cáo tròn. Đúng không? Ở khu Nam Sài Gòn đẳng cấp, đồ con đường đẹp nhất Việt Nam giai đoạn 1900 hồi đó. Ủa lộn, 2000 đời đầu. Mà vậy á, bởi vì anh dính hoài cái đường đó luôn, mới ác cảm luôn thiệt chứ.
nhiều khi chảy xé giờ rồi. Nó tóm lại quận 8 hơi bị tệ nha. Nó cái tệ là quận 8 nó không chịu chuyển mình theo sự phát triển của Sài Gòn, đúng không? Nhờ sau này nhờ mấy cái cầu này lên nó biết sao thôi chứ. Chứ ở quận 8 có một khu gọi là gì, khu chung cư dân cư gì mà Tạ Quang Bửu á, nó quảng cáo hoài không biết giờ bán hết đất chưa thì không biết thiệt. Mà cái chỗ đó nó ngập nha, Phạm Thái Hiển thì thôi kẹt xe này nọ, ngập dân nào bạn nào quận 8 bạn hiểu rồi đó. Nên cái anh nói cái bất động sản ở quận 8 nó khó định giá lắm em, đúng không? Nó nằm ở cái quận á thì nó đẹp, nhìn cái vị thế nó đẹp nha chứ không phải nó xấu đâu. Nó nói chung bây giờ á, mình ở đô thị mà mình gần sông là mình tra thiên hạ rồi nha mấy em. Còn cái quận 8 nó nằm gần sông kinh rạch đồ ngon làm vậy mà quận nó kỳ cục, mà đường của nó cũng thôi nhắc lên đường nữa. Bây giờ nói tới đường, mấy em có like đường bên quận 8 không? Nope. Chứ nói thiệt với em, anh đi qua quận 8 anh không like được đường nào hết, anh không có lái kịch được đường nào hết. Mà dạo này có cái màn đổi tên đó ông ơi. What? Đúng không? Việt Nam mình nó quy hoạch không theo cái chuẩn gì cả. Yes. Nói thật sự á, sau này 30 năm để tụi em nhìn lại tụi em thấy nó bậy quá. Cái đó anh nói thiệt. À, bữa hổm có vụ gì đường biết đường Đinh Tiên Hoàng không? Biết đường Đinh Tiên Hoàng không? Đường Đinh Tiên Hoàng quận 1 đúng không? Chuẩn bị đổi, có một khúc đổi tên thành đường gì mấy em? Comment vô, anh quên mất tiêu rồi. Cái gì mà duyệt đó mấy em, comment vô, đúng không? Thì cái chuyện đổi tên đường đó, nó không cần thiết mấy em ơi. Cái đó chỉ là vô thưởng vô phạt thôi, đổi cũng được mà không đổi cũng được. Đó. Mà bây giờ á, bên nào là đổi á thì nó có cái ý gì? À, ta đổi tên đường để làm chi? Để phát triển du lịch. Tại vì cái ông Lê Văn Duyệt hồi xưa ông như ông chết ở đó hay ông là gì đó đó. Bây giờ phải đổi tên đường mang tên ông cái để cho phát triển du lịch. Oh my god. Trời ơi, má ơi. Bây giờ tao hỏi thiệt nha, mày là mày khách nước ngoài mày du lịch tới thành phố Hồ Chí Minh mà có chạy tới ngoài đường tại tới khúc đường đó mày ăn cháo lòng không? Không biết mày có rảnh không chứ tao không rồi đó. Tao nói thiệt, ví dụ tao ở Thái Lan đi, tao qua Sài Gòn tao địch xong tao ở chợ Bến Thành tao quần phải thành đêm. Đêm 2 cùng lắm cao máu lắm là đi qua lên mạc coi xong rồi đi phắn vô Bình Quế rồi đi chèo xuồng chèo sông gì thôi về rồi đó. Chứ không ai mà tao cũng chưa nghĩ là tao chuyện mà tao lịch Sài Gòn tao ghé trung tâm của Nhi Nguyễn đâu, bên Tân Phú đâu đâu Bình Tân gì tao làm. Nó bởi vậy cái lý đó là cái lý nó không ok, đúng không? Nhưng mà đổi tên đường thì nó mang tới sự đảo lộn tất cả mọi thứ. Nó số nhà, đúng không? Biết bao nhiêu số nhà nó phải đổi, đúng không? Thằng đưa thư lộn Google Map ngu, đúng không? Mà một đường cứ một khúc tên này tên kia là đối với nó không khoa học mấy em. Nó không khoa học. Bây giờ quy hoạch tên đường á, nó ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế mà nó còn là mang tính chất về tầm nhìn về chiến lược nữa, đúng không? Ở nước ngoài á, nó ghi tên đường đơn giản dễ hiểu lắm em, đúng không? Ví dụ như giờ á, tụi anh chỉ cho em cái mẹo qua Mỹ đi. Em cho một cái city nào đó nó cũng có tên đường tên là Main. Main á, chạy vô đường nó là trái tim của city luôn rồi. Đó. Nó quy hoạch rất là dễ nhớ và rất là chuẩn, xong đường đánh số. Giống như khu của anh nè, quy hoạch ok. Đường đánh số. Ngang thì số chẵn mà dọc thì số lẻ. Sau này người ta quy hoạch rất là dễ. Hỏi nhà thằng Duy Nguyễn ở đâu? À, nhà thằng Duy Nguyễn ở khu tên lửa đó. Mày nổ cho bố tên đường. Mày nổ từ tên 1 tên trăm tìm cái 1. Yes. Nó theo một cái chuẩn rất là dễ, đúng không? Ở đây đường số 1, vậy xia đường số 99 nó còn xa lắm, mày chạy tới cuối luôn đi. Hợp lý không em? Cái đó là cái chuẩn. Cái đó mà là cái chuẩn. Nhưng mà giờ đá qua cái chuyện quận 8. Bây giờ quận 8 tự nhiên đổi thành một đống tên đường, tao thiệt chứ quận 12 cũng vậy thôi. Ông quận 12 tao tên đường cũng tào lao luôn. Trời đất ơi, đường Lê Văn Khương trục chính là thì ok cũng chấp nhận được đi. Xong rồi vòng vòng ở trong đó một đống đường mày ơi. Đường Nguyễn Thị Búp, đường Dương Thị Mười. Mày có biết mấy ông đó là ai không? Bây giờ dân ta không biết sử ta nè, mấy em có biết mấy người đó là ai không? Đúng không? Có thể là họ có công với cách mạng trong cái thời điểm nào đó, họ làm được cái việc gì đó, họ là người hùng của chỗ đó gì đó ABC. Không giờ đặt tên đường biết rồi, nhưng mà cái người khác phải nhìn vô tao không biết gì cả. Đúng không? Mà khi người nước ngoài người ta vô tao rất khó đọc. Đúng không? Nó có rất là nhiều cái nó cản trở mà nó tên đường hay là tên gì đó là một cái thói quen. Nó là một cái gì đó nó của nhiều năm nhiều tháng nó hình thành nên trong ngày đổi cái bụp một các nhỏ ngáo luôn. Biết tại sao giờ nãy giờ nó nói tên đường không? Tại vì cái thằng fan của anh nó làm đại lý BBT. Nó làm ở quận 8 ông ơi. Nó làm ở quận 8 nó có chuyện để nói chứ. Chứ không nói quận 8 làm gì. Mà nó tại sao tôi nói tên đường nãy giờ? Nó đặt ở đường gì? Phạm Thị Tánh. What? Má cuộc đời tao sống ở Sài Gòn nè, tao thiệt á, tóc muốn hai màu luôn á.
không biết được cái đường Phạm Thị Tấm là đường nào luôn á. Mà nó vô đó nó mở đại lý, ai mua không nổi. Nó fan anh 10 năm rồi. Wow. Nó nói anh là như idol, anh là gì, cha mẹ tái sinh của nó vậy đó. Nó coi anh cách đây 10 năm là năm 2010 á. Nó xạo chó, năm đó chưa làm video mày ơi. Tao làm video năm 2011 cuối năm. Vậy mà nói tao fan 10 năm thằng này đó, không được trung thực rồi đó. Đó. Xong rồi cũng gom góp tiền bạc được để làm đại lý cho anh, bán hàng cho BBT, phát triển sự nghiệp, thỏa mãn ước mơ gì đó. Thì cái câu chuyện của nó làm đại lý á, nó vấp phải rất là nhiều cái sai lầm. Thằng này là cái dân Sài Gòn, nó tứ cố vô thân, quận nào nó chơi cũng được hết á. Mới đầu nó đòi mở quận 7, nó không được, quận 7 con Duy Nguyễn, quận 7. Thằng đó trùng tên lên thôi mấy anh nha. Mày qua bên đó không được, giờ quận được một thằng thôi chứ giờ quận hai ba thằng mày cay mày dành ăn nha, mệt lắm. Cái nói về quận nào được anh, Tân Bình được không? Nói Tân Bình thì được, nhưng mà Tân Bình giờ xa mày quá rồi sao mày làm. Nhưng mà Tân Bình nó lại gần Phú Nhuận nữa, thôi kỳ lắm mày ơi, thằng Phú Nhuận tao mới nhận, không nhận thằng Tân Bình nó chơi ai. Đó. Xong nó vòng vòng, nó nói quận 4 đúng không anh? Quận 4 thì là ok. Tao tính cho nó làm quận 4, mà xong nó qua quận 4 nó mặt bằng mắt quá. Nó hỏi mày thuê ở đâu mắt? Hoàng Diệu. Thì đúng mày Hoàng Diệu được rồi. Đúng không? Mình làm ăn mình thuê Hoàng Diệu, kế bên đó có thằng Getfit. Thằng Getfit là phòng game nó bán súp, bây giờ mày mở ra khách của Getfit nó qua mua súp mày quá đẹp. Đó. Mà nó không mặt bằng bảnh mắt quá, giờ qua đây cho rẻ. Đồng ý nó rẻ thiệt đó. Mà nó nói tao, ôi anh ơi bên quận 4 mấy đường nó xấu quá. Đường nó vỉa hè xấu rồi, nhìn nó xấu nữa, đường nên em chỗ đẹp. Xong đẹp đường gì? Đường Phạm Thị Tánh. Mà làm hắc mão xe ôm quá. Thôi, ủa tao nhớ cái khu Cao Lỗ. Cao Lỗ thì tao biết nha. Cao Lỗ có Bình Dương quận 8 thì anh biết Cao Lỗ. Thằng nguyên cái quận 8 Cúc Phạm thì hiện Cao Lỗ biết mỗi đó thôi à. Cái vợ nói anh ơi quận bây giờ em mở cái đường Phạm Thị Tánh, mặt bằng cũng được lắm, có 10 triệu một tháng à, mà nói chung nó đẹp, đường mới xây này nọ kia, sửa ngon lắm. Đấy. Ngon nhưng mà tên đường đó ngon, không ai biết đường đó cả. Vậy hỏi đường đó đường gì? Hồi xưa nó đường nhánh của Cao Lỗ đó anh. Đường nhánh Cao Lỗ đường số. Trời đất ơi, đặt đường số đẹp thấy bà rồi, tự nhiên ông đổi tên. Ông đổi tên thành đường đó giờ. Nói chung chắc phải mất 3-4 năm sau người ta mới quen với cái đường đó. Đó. Thì trường hợp đó là em đó, em chọn vị trí là chỗ đó đó. Nó xong rồi nó ừ nhưng mà mày đặt cái quận 8 nó cũng gần thằng Duy Nguyễn quận 7 lắm nha. Thằng Duy Nguyễn quận 7 cũng nó bào bán lẻ ghê lắm á. Mày qua bên đó thì nó dập mày đó. Nói chung mày mua bán anh em thì anh em thôi, cạnh tranh nó cũng có cạnh tranh, làm ăn thì nó phải làm như vậy. Chứ nó không sao đâu anh. Gần mặt trời thì mới có động lực, gần mặt trời cho nó ấm. Được. Được. Đó. Mà đặt cái tên gì nữa biết không? Cái tên shop nó thì tới giờ này anh không biết cách đọc sao luôn á. Mới đầu tôi tưởng nó sa tăng, xong cái tưởng nó tạc xăng, xong hồi nhìn kỹ lại bắt tăng. Má là bắt tăng là cái gì trời? Xong lên Google tìm hiểu bắt tăng là quýnh lộn la mã gì la miết vừa xưa đó mấy em. Trời ơi mày fan tao mà mày cũng xấu nhi quá vậy mày. Mày chơi tới thể loại luôn hả? Thì nói chung á, nó nói hay lắm. Nó tâm sự, nói bắt tăng là gì? Là một chiến binh bất khả chiến bại, một chiến binh không hề gục ngã. Bây giờ em theo anh Duy Nguyễn làm ăn thì em ra thương trường đó, thằng nào nó quýnh em cũng không chết đâu. Nè, triết lý nó là vậy đó. Thì nghe thì thấy cái triết lý cũng hay, nhưng mà trên quan điểm của anh mà đặt cái tên tù quá, đặt mẹ SB đi, đúng không? SB là sản phẩm đó, sư phạm đó, trụ tượng thôi là cũng được, đọc dễ, đọc được bắt tăng luôn, bắt tăng. Đọc cái tên thương hiệu nó cũng lẹo lưỡi luôn, gặp mấy chị em nông dân nông thôn thì sao đọc thôi thua luôn. Mà quận 8 mà nông dân nông thôn chứ còn gì nữa. Quận 8 nó vui quê vậy đó em ơi, ngộ lắm, nó giữa dòng Sài Gòn mà nó là lạ vậy đó. Đúng không? Nó không bằng được quận 4. Hồi xưa quận 4, quận 8 nghèo như nhau, dạo này quận 4 mới phấn đấu xe chung cư Galaxy đồ, cho đào điếc đồ thuê đồ. Trời đất ơi, thằng Minh Lâm nó giao hàng qua mấy chung cư bên quận 4 nó rửa con mắt luôn. Nó rửa con mắt luôn mấy em. Toàn là mấy em đẹp đẹp không mà tới giao hàng một cái mặc toàn đồ ngủ ra nhận hàng không à mấy em. Thằng Minh Lâm nó có shipper nha, nhưng mà riêng cái kèo quận 8 nó lấy hết. Nó lấy hết luôn. Xong rồi nó lấy Zalo người ta. Nó lấy Zalo người ta. Thằng đó nó điếm đàn lắm. Vậy thôi chứ mà thật sự tụi em nhìn thấy mặt trên mạng đào màu thôi chứ. Thằng đó cái mạng mẹ dâm dê không thừa nhận. Dâm dê không thừa nhận nha. Nó là fan anh nên nó rất là hiểu về anh. Nó hiểu về cái cách xây dựng thương hiệu của hạt của 30-40 đại lý trước. Đó. Nên thằng này nó tuổi trẻ. Nó tuổi trẻ anh nghĩ nó làm được việc. Và thứ hai mà nó đã fan anh rồi mà nó dám xuống tiền 300 củ là biết thằng này nó không phải dạng dẫn chơi. Em hiểu không? Nó không phải dạng dẫn chơi. Mà nó thiết kế cái shop khá là đẹp đó em.
nó thiết kế cái shop nó có những cái ý đồ của riêng nó, mặc dù tới giờ tao chưa hiểu nữa. Đó, nó thiết kế cái shop á mà thấy đó, nó quạt vàng quạt đỏ rồi này nọ kia, chắc này nó có ý gì này trong cái này nè. Thôi cái đó hỏi tác giả đi nha, anh không có thiết kế cái shop cho nó, cái logo của nó tự nó làm luôn, riêng thằng này anh không có làm gì cho, chỉ lấy tiền của nó thôi à. Thôi mà bởi vậy làm ăn cho này khỏe lắm em, làm ăn cho này cực kỳ khỏe luôn. Mấy ông nội khác hả, tư vấn từ logo, từ họa tiết, từ thương hiệu, đặt tên ABC website các kiểu, thằng này nó vô tự nó xào luôn. Đó, mà giờ nó có hàng là không biết bán buồn sao, nhưng mà cái shop này rất đẹp. Bởi vì cái shop này đẹp vậy mà nằm ở cái vị trí gọi là vị trí xàm. Vị trí thằng này không ngon. Không ngon về mặt gọi là mình nhìn vô thôi, nhưng còn sau này nó đi nó bung tỏ ra Sài Gòn nó bán thì cái vị trí nó đi đâu cũng gần hết. Nó cái thằng quận 8 nó vậy đó. Mấy em phải chịu khó, sống quận 8 là gì? Mức sống thấp. Nó đi đứng lầy nọ, nó còn lập ngập lụt, rồi nhiều khi nói chung mà trong khu cao lỗ thì cũng phải bơi bơi chút đỉnh mới sống qua được khỏi mùa mưa. Đó, mấy con đường Hưng Phú này nọ, đường Phạm Thế Hiển rồi nó quyền thoại à. Đó, đường Chánh Hưng rồi đường Phạm Hùng gì đó là quyền thoại rồi. Nhưng mà cái khu quận 8 nhiều gym lắm em. Yes. Nhiều gym lắm. Nhưng mà súp thì nó chưa về bên khu đó. Nên cái thằng cu này nó bán offline anh nghĩ cũng khá là được. Đúng không? Nhưng mà phải chịu khó cạnh tranh với thằng quận 7. Thằng quận 7 là danh nghĩa nó nằm ở quận 7 thôi chứ nó bào hết cái Sài Gòn này nè. Thằng đó nó bào tới online luôn mà. Thằng đó nó bào kinh lắm. Hiểu không? Đó. Nên cái thằng quận 8 này cái ưu điểm là gì? Thứ nhất, nói được làm được. Đó, nói được làm được, nhưng lúc đầu nó hợp đồng anh là nó bị anh chửi rồi. Nó bị anh chửi cho anh phát cái vụ mở ra ngân hàng đó em. À, cái vụ ngân hàng Vietcombank gì đó nó ra đâu ngoài lý bấm bích nó nộp tiền cho anh. Dặn mà đi trước 4:30 nghe. Ở con nhỏ đi đâu 4 giờ đó, ngoài tao đuổi về luôn mày. Tao đuổi về luôn. Xong cái cú đó cái anh cũng đam Vietcombank một cái. Nói chung là mấy ông làm ăn kiểu này kinh tế đó nó chậm là vậy đó. Xong rồi mấy thằng làm mướn trong đó vô nó binh. Mấy cái quan điểm của anh mà anh là người ăn ngay nói thẳng, đúng không? Anh là người nói chung anh làm ăn mà. Anh thứ nhất mấy em phải hiểu rằng anh Duy Nguyễn là dân làm ăn, anh Duy Nguyễn là dân miền Nam. Nên cái tư tưởng của anh Duy Nguyễn rất là cởi mở và tư tưởng của anh Duy rất là tiến bộ. Anh Duy Nguyễn không có chấp nhận cách giải thích tiêu cực. Đúng không? Thí dụ nó nói vậy nè, thôi ngân hàng ta nghỉ 4 giờ đúng rồi ba. Đúng không? Người ta còn phải kiểm kê tiền tới 8, 9, 10 giờ, đó chuyện của chúng mày. Không phải chuyện của tao, not my business, ok. Bây giờ nè, nguyên tắc nè. Đúng không? Nó nói là giờ mày không chịu thì mày nghỉ đừng đừng nộp tiền cho nó. Ê, nói của nó ăn giọng như con. Cái ngành ngân hàng chứ đâu phải ngành ăn uống. Đúng không? Ngân hàng lắm mà kinh tế người ta phải phụ thuộc vào ngân hàng để người ta chuyển tiền chứ đâu phải ngành ăn uống. Thí dụ ngành ăn uống mày làm cái kiểu đó đi. Nó tẩy chay mày con mày chết không? Nó mấy thằng làm ngân hàng nó hay vô binh bậy lắm. Tao nói thiệt á, nếu mà sếp ngân hàng thì phải nghe tao nói. Chứ không phải cái tư tưởng bảo thủ cái tư duy đó mà đi ra làm đời ngạo nghễ. Đúng không? Doanh nghiệp nè, trời đất ơi, nó chán ngân hàng lắm em ơi. Tụi mày gửi có mấy đồng cắt bạc tụi mày còn chán đây. Nói chi doanh nghiệp lớn người ta, cái gì cũng phải vậy thôi. Cái ngân hàng nghĩ sao á, làm 4 giờ đóng cửa. Đúng không? Trong khi hết 5 giờ mới giao dịch, ít ra phải 4 giờ rưỡi, anh em thông cảm nhau vậy thôi. Đúng không? Tại sao nó vô lý? Nó vô lý ở cái điểm á. Bây giờ đúng không? Tôi á là doanh nghiệp tôi làm ngày 8 tiếng thì ông tiếp dân cũng phải đúng 8 tiếng. Đó là luật. Đúng không? Cái đó là cái luật để làm chi, để cho xã hội nó phát triển. Còn cái chuyện mà bây giờ tôi làm 8 tiếng, ông tiếp dân có 3 tiếng, 4 tiếng à. Mà trong khi công suất của ông nó không đủ, ông giải quyết thì thời buổi 4.0, ông giải quyết 0.4. Đúng không? Cái con đếm tiền thì coi. Xong rồi ghi biên bản, ghi phiếu, nó mệt quá. Trời đất ơi, gió bắt đưa phiếu điền, thấy nóng thiệt chứ. Đúng không? Bây giờ thời buổi vậy còn quản lý kiểu đó là thôi chết bà luôn. Bây giờ ít ra phải đưa hay vô nè, móc cho mình dần ra có cái máy đúng không? Đúng không? Mà nói mà nghe, nước ngoài nè. Bây giờ móc vô, bên bản nó có thẻ, và giả sử mình có chứng minh dân, đưa cái kịch vô cái tít một cái, nó hiện ra thông tin hết trơn, nhập số tiền điền. Đúng không? Nhập số tiền điền. Đó, xong rồi điền số tài khoản. Điền số tài khoản nó cũng hiện ra cái, nói chung là chọt chừng 5-6 cái là enter cái cặp, rồi về luôn, khỏi cần tiếp viên nào đây cả. Nó chỉ có người thu tiền thôi. Đúng không? Thu tiền thì phải thu cho nhanh nữa. Chứ bây giờ á, nó nói là mày cãi hay quá, sao mày không xài internet banking đi. Tao nói cái bố internet banking á, internet gì đi internet. Nếu mà tiền mặt á, người ta cầm tiền mặt sao tao internet banking được. Đúng không? Ta chỉ ra cái điểm làm không hợp lý mà cứ nó ngụy biện binh. Mày làm ngân hàng chắc luôn. Ủa hồi vô cái hình nó làm ngân hàng thiệt mày. Không phải, nó làm gì à, cho vay tín dụng. Cũng liên quan ngân hàng thôi, nó nhọt quá, làm tức nó cay nó bem mình luôn.
Đó. Không phải là anh gì thằng đại lý của anh đó mà nó chuyển tiền cho anh không kịp, nó chuyển anh có 100 triệu chứ mấy, đúng không? Không phải vì 100 triệu đó mà anh bực, nhưng mà anh bực á là ngân hàng Vietcombank là cái mà nó biểu tượng của Việt Nam, cái mà anh hay đi khoe với nước ngoài. Anh gặp đối tác anh nói đồ hệ thống ngân hàng của mày là gì? Vietcombank, đúng không? Nó gọi là gì? Ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Anh rất tự hào tại vì anh là tài khoản Vietcombank mà. Vietcombank là ngân hàng của anh, đúng không? Ai cũng có cái tự hào của riêng mình. Giống như thằng Mỹ thường thường nó xài là Bank of America. Đó, nó xài ngân hàng đó. Nó thích, nó nói về cái gì mà nó sử dụng dịch vụ. Giống như các bạn là khách hàng của BBT. Thì khi các bạn nói về BBT, các bạn muốn ngạo nghễ hay các bạn nói về BBT, thôi má gì nguyện nó chém gió thôi chứ không có gì đâu, đúng không? Khi mà bạn kết hợp với thằng cù bắp vậy, bạn cũng cù bắp luôn. Đó. Nên tất cả những gì mà Duy Nguyễn nói ra đều muốn cái sầu này tốt lên thôi à, đúng không? Thế giới người ta đi trước mình 30 năm rồi, bây giờ chỉ có bắt trước thôi còn cãi nữa. Đó, ngày xưa anh cũng từng chịu cảnh đó mấy em. Nó thật sự á, anh đi ra ngân hàng á, anh nói thiệt, mày cái đất nước Việt Nam này chừng nào nó mới phát triển được. Anh đi ra ngân hàng mà anh bỏ bao nhiêu cái thằng ngân hàng luôn rồi đó, nó thẳng luôn á. Nản lắm. Mình chuyển tiền tỷ đó, mà ngồi chờ đợi chung với mấy thằng mà chuyển tiền chục ngàn á, chứ không phải được chứ không phải chục triệu đâu. Ví dụ như chị em nông dân rồi nọ kia về, chị chuyển về quê 70, 80, 90, 100, 200, 300 gì đó. Rồi có mấy người vô đổi số chứng minh nhân dân này nó vô. Trời đất cái mẹ ơi, ông thuê chán gì đâu luôn á. Bây giờ á, một đường cái hàng lớn thuê những con nhân viên vô thời buổi 4.0 rồi làm mấy chuyện sầm lông. Trong khi người chuyển mấy tỷ như anh ngồi đợi, mày nản không? Mày nản không? Rồi sau này mày đem mày chào mấy gói tín dụng, mấy gói bảo hiểm, mày thôi dẹp luôn đi. Còn cái niềm đam mê, còn cái ngọn lửa nó đâu mà hợp tác. Nó ví dụ như ngân hàng Vietcombank á, nó cũng có nhiều chi nhánh lắm nha em, chứ không phải một chi nhánh nha. Nó nhiều chi nhánh, mà nhiều chi nhánh thì hầu như nó khác nhau đó. Thí dụ như chi nhánh A, chi nhánh B là nó có sự cạnh tranh, chứ không phải nó cùng ngân hàng là nó ấy đâu. Nên thôi, nói về ngân hàng thì còn phải cải cách nhiều. Ngân hàng Việt Nam chưa là gì đâu. Đó, vậy đi. Quay lại thằng quận 8, nó thằng đó là nói chung ngày xưa nó chuyển cọc cho anh rồi, nó sợ anh lừa đảo nó hay gì mày ơi. Nó má nó mày phan tao mày sợ tao lừa đảo mày chuyển 100 triệu chuyển mẹ đi, chạy từ bển qua đây làm gì trời. Vậy hỏi giờ anh hỏi em nè, anh chạy từ bên quận 8 qua bên anh rồi gặp anh để làm gì? Có cái việc gì quan trọng không? Có gì quan trọng thì nói luôn đi, tao làm online cho nó lẹ, ai đầu tiếp? Nó không có người tiếp ba ơi. Trong công ty BBT 100 công nghìn việc chuyện nào quan trọng mới tiếp được. Còn cái chuyện đại lý là nó có quy trình rồi. Tao làm ăn với Mỹ bao nhiêu lâu tao còn trả hôm qua gặp bệnh gặp nó luôn á, đúng không? Hợp đồng gửi qua gửi lại thôi nó. Còn ví dụ như mình tới chơi á, thì tới tập với anh Duy đi, anh Duy ngày nào trả tập. Nói chung là thằng quận 8 này có thông báo cho mấy em, nó có hình thành thằng đó đó, shop nó cũng khá đẹp, đồ nó ok, nó cũng có tâm sự tự truyện đồ cũng nhiều lắm đó. Mà nói chung quận 8 là quận vậy đó, bất động sản quận 8 thì cũng nói chung thấp thôi. Bây giờ tao đâu mở quận 8 làm gì, anh mở quận 7 mà. Đó, BBT nó có 4 chỗ, đúng không? Em để BBT có 4 chỗ, anh mở 4 cái BBT là anh có ý đồ của anh, nó có vị trí chiến lược của nó. Còn những cái quận mà nó không có đó là nó phải có cái gì đó anh mới mở. Đó, thôi cảm ơn các em đã theo dõi chương trình, chúc cho thằng quận 8 buôn mai bán đất nha. Nói chung là anh cũng một chút xíu trải lòng tâm sự về thằng đó. Hy vọng là tụi em ủng hộ nó, nó là cánh tay nó dài của BBT bên quận 8. Chúc rằng nó làm ăn thành công chứ không phải làm sao bán thương hiệu nha. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.